nguyên tắc để mà nội tâm mình được bình an, đó là đừng có nói dối. Tôi nói cái này không biết bao nhiêu trăm lần. Nói lại nha, có một cái đức tính á, nghe nó rất là quen thuộc nhưng mà rất nhiều người chưa sửa được. Giỏi, sửa được rồi, nhưng mà trung bình, khá, giỏi chưa làm được, xuất sắc chưa làm được. Đó là có thì nói có, không thì nói không. Chúng ta đừng có nói cái gì mà sai sự thật. Nói cái tự nhiên thấy mình sai sự thật, tự vả cái mồm mình. Chết mày, bậy nữa rồi, bữa nay đừng có nói vậy nữa. Đi xuyên tạc sự thật, hoặc là dùng cái gọi là khéo. Có cái ông kia, ông đi thuê cái nhà mà tiền ổng á thì loanh quanh chỉ có 7 triệu, 8 triệu thôi, tháng thôi. Mà cái nhà thì chủ nhà người ta rất là xót, được không? Người ta không có cho ở đồng, người ta không có cho ở đồng. Người ta hỏi nhà anh bao nhiêu người thì nói dạ em có hai chồng với bốn đứa con. Họ thấy trời ơi cái nhà của mình như vậy mà chừng này người vô chập sao. Họ biểu là phải thuê qua cái loại nhà mà 10 triệu, 12 triệu á. Trong khu người ta có nhiều nhà, nhưng mà ổng là ổng muốn tiết kiệm tiền. Ông cứ đi tới thuê nhà là người ta nói nhà anh có bao nhiêu người ở, và hai chồng bốn đứa con. Ông nói trời ơi các căn này chỉ ở được hai chồng hai đứa con thôi, chứ bốn đứa là banh cái nhà của tôi, thôi anh đi qua cái nhà 10, 12 á. Dạ cảm ơn anh. Năn nỉ kiểu gì người ta cũng cho, bởi vì cái quy ước nhà của người ta là như vậy. Xong rồi cái bà vợ bà nói sao anh không khai ít lại rồi tới đó mình dẫn tới có sao đâu. Ông nói thôi không có làm được như vậy. Cái ông mới ngày mai lại tiếp tục đi coi cái nhà khác. Ông biểu vợ ông, bà dẫn hai đứa đi ra ngoài nghĩa trang mua một bó nhang, rồi thăm bất kỳ cái mộ của ai đó. Bà kia bà nói để làm gì. Ông nói hôm nay tôi đi coi nhà, bà làm ơn đi. Bà kia ban đầu bà cự, bà nói để làm cái gì, tự nhiên đi coi nhà ông biểu tôi đi ra nghĩa trang. Bà cứ đi. Rồi bà kia cầm bó nhang, rồi bó hoa, rồi hai đứa con đi ra nghĩa trang thắp đại cho ai ngoài nghĩa trang, rồi ở đó không có người thân. Sau đó ông tới ông gặp chủ nhà. Chủ nhà hỏi gia đình anh có bao nhiêu nhân khẩu. Ông nói tôi có vợ và bốn đứa con, vợ tôi và hai đứa đang ở ngoài nghĩa trang. Thế là ông kia nói được, rồi ký giấy và thế là được thuê nhà. Đó, khéo là như vậy đó. Tức là ông nói vợ tôi và hai đứa con đang ở ngoài nghĩa trang thì làm cho người chủ nhà tưởng đâu là chết rồi. À, và thế là ông chủ nhà ông nghĩ có ba cha con rồi. Khéo đó. Nói dối vô hại ha. Làm người ta họ thấy thương cảm. Ồ xin lỗi ông, tôi không biết. Ha, xin lỗi tôi chia buồn cùng ông. Ha, bởi vì vợ và hai con ông đang ở ngoài nghĩa trang. Nên là cuối cùng đó là thôi ông vô đây, một cha hai đứa con. Ai ngờ một lát vợ từ ngoài nghĩa trang kéo về, thêm một vợ hai đứa con nữa. À, đó là nhét nhau vô cái nhà của người ta ở ha. Thế bây giờ trong trường hợp này có người bảo khổ quá làm vậy. Ủa mà tôi đâu có nói dối đâu, tôi nói chính xác là vợ của tôi, là mà vợ tôi và hai đứa con đang ở nghĩa trang. Nếu mà về ngôn từ có phải là ông đang nói thật không? Ai hiểu là về ngôn từ ông đang nói thật, đưa tay lên vậy vậy. Nhưng mà về ý định là ông có thật không? Và ông sẽ phải lãnh hậu quả về việc này. Đừng anh gian nói dối nữa, để cho cái tâm của mình nó bình an, để mà ngủ những cái giấc ngủ ngon, để rồi người xung quanh họ tin mình, họ yêu mình, để rồi ấy, mình không có bị bấn loạn, tự nhiên tiền nó sẽ ùa về nó tìm mình. Nên ta nói cứ đi học mấy cái lớp mà ngày xưa tôi mê học mấy lớp đó lắm, nghệ thuật ăn nói, chiến lược thuyết phục, đẳng cấp gì đó. Ôi dồi ôi, tôi học quá chừng quá đất, càng học cái cuộc đời nó càng loạn. Tại vì người ta bày cho mình nhiều cái trò khéo quá. Cứ nhớ nè, nói dối không có nghĩa là cái từ đó đúng sự thật, mà cái ý định đó đó nó mới là quan trọng. Cái từ thì có gì sai không? Ông nói tôi có vợ và bốn đứa con, hiện nay vợ tôi và hai đứa thì đang ở nghĩa trang. Ông kia liên tưởng ngay là chết, chứ ông đâu có nói vợ tôi chết đâu. Nếu mà nói về sự thật mà ngôn từ là đúng rồi, nhưng về ý định là không đúng, vẫn gọi là nói dối. Vậy thì ông vẫn rơi vào trạng thái lãnh, lãnh điểm trừ như thường. Và đặc biệt là ăn không ngon ngủ không yên, vì không biết lúc nào ông chủ đến bất ngờ, bốn đứa con cùng lúc thì rất là phiền. Anh em mình chú ý này không ạ? Nên cái người mà cứ ăn gian nói dối đi, rồi cứ nói sai sự thật đi là chết. Xong. Anh em chung chưa ạ? Thêm một cái nó làm cho người ta mất bình an, đó là không dám đối diện với những lỗi lầm trong quá khứ của mình.
không dám đối diện với cái sự yếu ớt của mình và cứ đem mình so với một ai đó nên tự nhiên mất bình an thôi. Có rất là nhiều người trong quá khứ của anh em mình đang gặp rất là nhiều vấn đề và gặp những cái lỗi lầm nhưng mình không có dám đối diện, mình không dám đối diện với nó, mình đổ lỗi cho người khác chứ không phải lỗi của mình. Vậy thì dẫn tới mình đâu có thể hòa giải được mối quan hệ đâu. Mà không hòa giải được mối quan hệ thì dẫn tới cuộc sống mình tự nhiên nó gặp khó khăn anh em. Khó khăn dữ lắm. Anh em hình dung ý này không ạ? Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.